Vườn Kiển Phúc Khang xin kính chào quý cô chú và anh chị. Chúc quý cô chú và anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và may mắn. Hôm nay Vườn Kiển Phúc Khang xin được giao lưu với quý cô chú và anh chị một số giống còn rất là mới trên thị trường như Mona Lisa Black, Chicha Damia, Chicha Moonlight và một số giống khác nha quý cô chú và anh chị. Giá tầm trung dễ sưu tầm. Những loại nào giống còn quá mới trên thị trường thì giá nó hơi nhỉnh hơn chút xíu nha cô chú anh chị. Quý cô chú và anh chị mình muốn sưu tầm dòng hoa giấy tên gì hoặc là thích cây nào trên clip thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ với số điện thoại 0939 425 983 và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. Em có ghim trên màn hình nha. Để không làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị, em xin đi vào chi tiết từng cây. Cây số 1 là một cây vàng lửa, là một dòng siêu bông nha cô chú anh chị. Đây ạ. À, cây em xả nắng được vài tuần là nó đã lên mọ nằm mầm lên hoa nha cô chú anh chị. Đây. Mã số 1 có hoành cổ là 19, cao phôi tính từ mặt chậu là 32. Em xin giao lô gốc này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Mã số 1 vàng lửa 280.000, em bao ship toàn quốc nha. Tiếp tục là mã số 2 là một dòng cũng còn khá là mới nha cô chú anh chị, Real Milk. Thì dòng này hoa nó trắng sắc hồng nha cô chú anh chị. Trắng lên hồng rất là đẹp luôn nha. Đây ạ. À, lá vàng, hoa rất là cưng. Cây này có hoành cổ là 17, cao phôi tính từ mặt chậu là 55. Hoành sổ đế của nó là 50 nha cô chú anh chị. Bề đế rất là đẹp, rất là dài luôn nha. Sạch sẽ không bị lỗi nha cô chú anh chị. Thì cây này em giao lưu là 320.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Thì cây này em đã cơi tàn được một lần rồi. Nó đang ra chồi lại rất là khỏe luôn nha. Mắt bo chắc ghép. Rất là khỏe luôn ạ. À. Mã số 2 Green Mill 320.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 3 là một dòng lá vàng hoa đỏ nha cô chú anh chị. Thì dòng lá vàng hoa đỏ này, lá vàng nó sẽ không được chuyển màu nha cô chú anh chị. Nó có chuyển màu nhưng mà chuyển cái màu nó vẫn còn, lá già nó vẫn còn vàng nha cô chú anh chị. Màu rất là đặc trưng luôn ạ, à, rất là nổi bật. Thì cây này có hoành cổ là 24, cao phôi tính từ mặt chậu là 52. Em xin giao lưu gốc này là 420.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. À, màu lá rất là đẹp luôn nha. Dòng Chicha Moonlight này cái cành nó rất là đặc trưng nha, cành đỏ nha. Và lá nó sẽ không chuyển màu nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, bể đế sạch sẽ, khỏe, không bị lỗi luôn ạ. À. Mã số 3 Chicha Moonlight 420.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Bể đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, rất là to, khỏe luôn nha. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một dòng đổi màu cũng còn mới nha cô chú anh chị. Thì cây này em đã xả nắng, bo rất là khỏe luôn rồi nha. Đây ạ. À. Bo rất là chắc chắn khỏe luôn nha. Chi cành em ghép đầy đủ bo hết mình ạ. À. Cây này có hoành cổ là 16, cao phôi tính từ mặt chậu là 45. Em xin giao lô gốc này là 250.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Để đế sạch sẽ không bị lỗi nha cô chú anh chị. Đây ạ. À, mã số 4 A7 hay còn gọi là 7 color 250.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 5 là một cây Red Pizzava. Thì dòng này nó rất là xuyên hoa như là cây dòng pizza đỏ của mình, lá xanh nha cô chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt hơn thì cái loại này lá nó sẽ là cẩm thạch rất là đẹp luôn nha. Đây à, lá cẩm thạch rất là đẹp luôn, rất là xuyên hoa. Thì cây này em đã cơi tàn được một lần rồi, nó búng tàn ra tàn xum rất là đẹp luôn nha. Rất là nhiều mắt ghép nha cô chú anh chị. Cây này có hoành cổ là 15, cao phôi tính từ mặt chậu là 58. Em xin giao lô gốc này là 250.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Thì quý cô chú và anh chị mình yêu thích mã số mấy hoặc muốn sưu tầm loại giống tên gì thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939 425 983 và đây cũng là số Zalo của vườn em luôn nha. Tiếp theo là mã số 6 là một dòng đổi màu rất đặc biệt nha cô chú anh chị. Thì cây này càng già, độ sai hoa nó càng mạnh nha cô chú anh chị. Cành nó dài tới đâu là cái chuỗi hoa của nó dài tới đó nha. Màu sắc rất là rực rỡ luôn, cánh hoa rất là to. Thì em có review cái dòng hoa này trên trang của YouTube của em là Vườn Kiển Phúc Khang. Thì cô chú anh chị mình vô trang của em để xem những cái mặt hoa của vườn nó nở thực tế nha. Thì cây này là mã số 6, La Dizira, có hoành cổ là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 36. Em xin giao lô gốc này là 280.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Đây ạ, à, đế sạch sẽ không bị lỗi nha cô chú anh chị. Bề đế khỏe lắm nha, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 6 là Dizira 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 7 là một dòng
Đổi màu nhanh hoa nha cô chú anh chị, có tên là Maharani hay còn gọi là sông môi cam. Thì dòng này rất là được mọi người yêu thích nha cô chú anh chị. Mà hoa rất là ngọt ngào, rất là đẹp luôn à. Thì cây này có hoành cổ là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 39. Em xin giao lưu gốc này là 330.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Thì những dòng đổi màu thì cô chú anh chị mình khi nhận cây về thay chậu, mình cứ ngắt đoạt cơi tàn khoảng vài lần thì nó sẽ lên màu chuẩn nha cô chú anh chị. Thì thường là đổi màu nó sẽ, những cái lứa hoa bối đầu tiên nó sẽ là màu trắng, nó rất ít khi lên màu nha. Mình đợi cây nó già mà mình cơi đọt chừng vài lần thì nó sẽ chuẩn màu trở lại nha cô chú anh chị. Nhưng mà cô chú anh chị cứ yên tâm, nếu em bán sai giống cứ liên hệ với vườn, em sẽ bồi hoàn tất cả nha, bồi hoàn 100% nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, mã số 7 Maharani hay còn gọi là sông môi cam, 330.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 có tên là Tiger Orange hay còn gọi là Tiger Cam nha chú anh chị. Đây ạ, à, màu này làm hoa nó màu cam và lá già nó không chuyển màu xanh hoàn toàn mà nó len đốm rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, màu lá rất là đẹp, hoa giấy này mình chơi lá thôi cũng rất là mê luôn nha. Bộ lá rất là cưng luôn ạ. À. Cây này có hoành cổ là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 50. Em xin giao lưu gốc này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Đây ạ, bệ đế sạch sẽ, khỏe, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Tiger Orange mã số 8, 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 9, là một cây Golden Round, cũng là một dòng đổi màu giống mới xiên hoa nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, mặt hoa nó có nở rất là đẹp luôn nha. Cây càng già thì độ hoa sai hoa và xiên hoa rất là lẻ luôn nha. Và màu sắc rất là đẹp luôn ạ. À. Cây này hoa rộ rất là cưng luôn nha. Mã số 9 Golden Round có hoành cổ là 21, cao phôi tính từ mặt chậu là 37. Em xin giao lưu gốc này là 320.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Mã số 9 nha. Cô chú anh chị mình yêu thích mã số mấy thì cứ liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939425983. Và đây cũng là số Zalo của vườn, em có ghim trên màn hình luôn nha. Đây, bệ đế rất là đẹp luôn ạ. À. Tiếp theo là mã số 10, cũng là một cây Golden Round nha cô chú anh chị. Cây này có hoành cổ là 20, cao phôi tính từ mặt chậu là 43. Em xin Zalo gốc này là 320.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. À, bệ đế chắc khỏe, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Bệ đế rất là sạch sẽ, đẹp luôn nha. Mã số 10 Golden Round 320.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 11, thì em xin giao lưu với quý cô chú và anh chị mình một cây Golden Round siêu to nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, bệ đế rất là đẹp luôn nha. Thì cây này có hoành cổ là 32, cao tính từ mặt chậu cho lên tính luôn bộ tàn này là 1m15 nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, cây đang hoa rực rỡ luôn nha. Thì cây này em đã cơi tàn được vài lần rồi, cho nên cái tàn nó rất là chắc khỏe và rất là đẹp luôn nha. Cây đang nở hoa rộ luôn nha. Cây này là hoa tự nhiên, em không hề xử lý hoa nha cô chú anh chị. Cái này em xin giao lưu với quý cô chú và anh chị 1.400.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Cây rất là to nha cô chú anh chị, rất là to, rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo là mã số 12, là một cây cẩm thạch Binbeck. Dòng này rất là xiên hoa luôn nha cô chú anh chị. Cây đang mang hoa rất là cưng luôn nha, mà sắc hồng rất là đẹp luôn ạ. À. Cây này có hoành cổ là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 64. Em xin giao lưu gốc này là 350.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Mã số 12 cẩm thạch Binbeck 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 13, là một cây Kayata. Thì dòng này Kayata này là Kayata màu tông hồng nha cô chú anh chị. Thì thời tiết của mình trời càng nắng thì sắc hoa nó càng đậm đà càng đẹp nha. Đây sắc hồng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Kayata hoa to rất là đẹp luôn, rất là xiên hoa. Cây này tàn ra rất là sùm luôn nha và rất là nhiều bo luôn ạ. À. Cây này gốc đế to khỏe, không sạch sẽ, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Cây này có hoành cổ là 33, cao phôi tính từ mặt chậu là 64. Em xin giao lưu gốc này là 1.200.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. À. Thì quý cô chú và anh chị mình yêu thích mã số mấy hoặc cần sưu tầm loại giống tên gì thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939425983. Và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. À. Bệ đế rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 14, là một dòng siêu xiên hoa nha cô chú anh chị, có tên là Golden Bero. Thì loại này là Bero lá vàng nha cô chú anh chị. Cây mình cơi tàn già nó ra lại nó sẽ ra lá vàng nha. Đây.
là lá vàng và sắc hoa màu hồng đậm rất là đẹp luôn ạ. Dòng này rất là nhanh hoa và cây này em đã cơi tàn tán bùm sùm rất là khỏe luôn nha cô chú anh chị. Cây này có hoành cổ là 25, cao tính từ mặt chậu là 1m. Em xin giao lô gốc này là 700.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Cô chú anh chị mình xem bộ tàn nè, rất là đẹp luôn nha. Đế khỏe không bị lỗi nha cô chú anh chị, đế đặt quẹo nha, một rễ nhưng mà rất là duyên nha. Mã số 14 Golden Bero 700.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo mã số 15 là một cây Sakura Bekalan. Thì dòng này cũng rất là xiên hoa luôn nha cô chú anh chị. Nè, cây đang ra hoa rất là nhiều luôn, mang nụ rất là nhiều luôn ạ. Cây này tán em đã cơi tròn và rất là đẹp luôn nha. Cái này có hoành cổ là 30, cao phôi tính từ mặt chậu. Em xin lỗi, là cao tính từ mặt chậu, tính luôn tàn là 87. Em xin giao lô gốc này là 700.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Đây, tàn sum rất là đẹp luôn nha. Cây này dáng thế cũng rất là cưng luôn nha, một rễ nhưng mà nó lắc rất là đẹp luôn ạ. Cái này em giao lưu là 700.000, mã số 15. Thì cô chú và anh chị mình yêu thích mã nào thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939425983. Và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. Đây, bệ đế rất là duyên nha, rất là to luôn ạ. Tiếp theo là mã số 17 là một cây hồng gân lá vàng, hay còn gọi là Blafa. Thì dòng này lá cẩm thạch viền vàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, rất là nổi bật. Thì dòng này rất là nhanh hoa luôn, hoa hồng gân rất là đẹp luôn nha. Đây ạ, hồng gân tông đậm đàng hoàng nha cô chú anh chị. Ra sắc hoa rất là cưng. Thì cây này có hoành cổ là 24, cao phôi tính từ mặt chậu là 48. Em xin giao lưu gốc này là 400.000, em bao ship toàn quốc ạ. Một đế lắc lượng rất là đẹp luôn nha. Đây ạ, mã số 17, hồng gân lá vàng và lát va, 400.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 18 là một dòng chi cham online, hay còn gọi là lá vàng hoa đỏ. Thì dòng này lá rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, bộ lá rất là đẹp luôn, bộ lá rất là nổi bật, mà lá vàng hoa đỏ nữa thì nó siêu nổi bật luôn nha. Cây này có hoành cổ là 27, cao phôi tính từ mặt chậu là 58. Em xin giao lô gốc này là 900.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình nè. Đây, bộ lá rất là cưng luôn nha, lá nó già nó vẫn còn màu vàng nha cô chú anh chị. Bộ lá rất là đẹp luôn, bệ đế khỏe sạch sẽ không đi lỗi luôn ạ. Mã số 18 chi cham online 900.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 19 là một dòng còn khá là mới trên thị trường nha cô chú anh chị, vẫn chưa có bao nhiêu vườn sở hữu nó nha. Còn dòng này có tên là Mona Lisa Black. Thì cái dòng này lá cũng rất là đẹp và cũng rất là đặc biệt nha. Đây ạ, màu lá của nó rất là đặc biệt luôn nha, hơi ánh đen nha cô chú anh chị. Thì có lúc nó lên đen xị luôn. Nó nếu mà người ta không biết, người ta sẽ nói là Mona Maria Black. Đây ạ, nó là Mona Lisa Black nha cô chú anh chị. Hoa rất là nhanh hoa luôn, và hoa nó có len đốm màu rất là nổi bật, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì dòng này nhanh hoa cho nên em đã có mặt bông review tại vườn luôn nha. Cô chú anh chị mình vào trang YouTube vườn Kiển Phúc Khang để xem em review mặt hoa này nha cô chú anh chị. Bo ghép chắc khỏe và rất là nhiều bo luôn. Thì cô chú anh chị mình về lấy bo rất là ok. Thì cây này có hoành cổ là 19, cao tính từ mặt chậu là 40. Gốc đế quá sạch sẽ, em xin giao lưu gốc này là 1.700.000, em bao ship toàn quốc ạ. Mona Lisa Black mã số 19, 1.700.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 20, cũng là một giống còn khá là mới trên thị trường mình luôn nha cô chú anh chị. Thì thường là dòng lá vàng nó sẽ là dòng một màu, nhưng mà đây là một dòng Chicha Damia, hay còn gọi là Golden Damia, là một dòng đổi màu lá vàng nha cô chú anh chị. Lá già có chuyển xanh nha, nhưng mà độ xanh vừa phải, cũng không xanh quá nha cô chú anh chị. Cây này thì nó hai thân, một thân em đo phân bự là hành cổ 19, thân nhỏ hành cổ là 11. Em xin giao lô gốc này là 1.200.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Mã số 20, gốc đế sạch sẽ quái không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 20 Chicha Damia 1.200.000, em bao ship toàn quốc ạ. Chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi kênh, và chúc cô chú quý và với anh chị một ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Và cô chú và quý anh chị mình yêu thích mã số mấy thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939425983, và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. Chân thành cảm ơn quý anh chị và cô chú rất nhiều ạ.